Thưa quý vị và các bạn, có một lối sống đã trở thành trào lưu chuẩn mực của những ai quan tâm và có trách nhiệm với môi trường, đó là sống xanh. Lối sống này là lựa chọn tất yếu khi tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều lên cuộc sống của chúng ta. Vậy sống xanh là gì? Có thể hiểu một cách nôm na là phong trào hướng mọi người đến một cuộc sống luôn suy nghĩ, dùng mọi biện pháp và những hành vi đơn giản để bảo vệ môi trường. Trong nhiều năm qua, sống xanh đã trở thành phong trào của phụ nữ thành phố Hải Phòng, góp phần cùng thành phố xây dựng mục tiêu thành phố cảng xanh, văn minh và hiện đại. Ban đầu, những mô hình sống xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phổ biến là mái nhà xanh, phân loại rác thải, trồng hoa và cây xanh, mô hình rau sạch. Trải qua thời gian, mô hình đã chuyển hóa thành nhiều hoạt động khác nhau mang đặc thù của đô thị hay vùng nông thôn, phù hợp với đặc trưng của từng khu dân cư. Những con đường ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng từ vài năm gần đây được chăm chút khá kỹ. Từng gốc cây, bồn hoa và cả hàng rào trắng được bảo vệ giữ gìn. Đó là nhờ phong trào đường xanh, hè phố sạch với mô hình sống xanh mà những chị em phụ nữ là chủ công, góp phần tạo không gian xanh và làm mới bộ mặt đô thị. Trồng những cây xanh ở rìa đường, thứ nhất là có bóng mát, thứ hai là có những hiệu quả, chẳng hạn như cây sấu này là được quả ăn này, hay là trồng những có những con đường là chúng tôi trồng những hàng dừa để vừa bóng mát này vừa được quả ăn, hay là trồng những có những chỗ chất đất thừa là chúng tôi đều trồng rau hay trồng hoa hay trồng cà để cho nó đẹp mà đường này, rồi đẹp mà tổ dân phố, rồi đẹp cả cho phường nữa. Cũng như nhiều đô thị lớn khác, ở đây không tránh khỏi tình trạng đất bỏ hoang. Ngay cả ở những khu dân cư đã hình thành ít cây xanh, khu vực nào đất trống thì vô tình trở thành nơi chứa rác, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh. Để khắc phục ô nhiễm môi trường từ những khu đất, các phường trên địa bàn quận Dương Kinh đã tổ chức ra quân dọn dẹp. Nhưng có lẽ việc vận động hội viên phụ nữ tận dụng đất để trồng rau xanh, cây xanh vừa có ý nghĩa tiết kiệm, vừa là phương cách lâu bền đảm bảo môi trường sống xanh cho cộng đồng. Mô hình sống xanh của chúng tôi đã thành lập từ năm 2013 và đến nay thì được khoảng 4 năm. Thì hàng tháng giao cho các hội viên ở các chi hội, tức là chi hội trưởng phụ trách, thì hàng tháng cũng vận động hội viên dọn vệ sinh dọc hai bên đường và cũng giao cho trực tiếp cho các hộ dân hàng ngày là dọn vệ sinh, giữ gìn vệ sinh. Việc này chúng tôi có đưa vào cái phong trào thi đua của các chi hội, và vào cuối năm thì chúng tôi cũng đánh giá xem là chi hội nào đạt được cái kết quả tốt nhất thì đưa vào bình xét khen thưởng. Với mục tiêu sạch từ nhà ra ngõ, xanh cho cả cộng đồng, mô hình sống xanh không chỉ là cây và hoa mà còn là cách để rác sao cho gọn gàng thẩm mỹ. Ngay cả khi xe rác chưa đi thu gom thì những vỉa hè vẫn sạch sẽ. Trước cái đường chúng tôi là cái đường tự quản, hội phụ nữ tự quản, và sau đó thì do sự chỉ đạo của cấp trên thì đã chuyển sang là cái mô hình sông xanh. Mô hình sông xanh thì nhằm mục đích là đường đấy, đường xóm trước nhất là xanh sạch đẹp, và cái thứ hai là một cái màu xanh là vừa xanh mát mẻ, bảo vệ môi trường, cái đấy thiết thực nhất. Trong khi các khu vực trung tâm thành phố có nhiều mô hình sống xanh theo kiểu đô thị, thì địa bàn vùng ven thành phố lại triển khai sống xanh theo cách khác. Đó là mô hình vườn rau gia đình xanh sạch đẹp. Trong cái quá trình hội triển khai ra thì chị em rất là đồng tình hưởng ứng, bởi vì khi tuyên truyền đến chị em là thấy được cái hiệu quả kinh tế, mang lại cái công việc làm cho chị em, rồi mang lại cái hiệu quả kinh tế thu nhập hàng ngày, thì một số gia đình chị em cũng đã phấn khởi. Mô hình vườn rau gia đình xanh sạch đẹp ra đời gắn với những tiêu chí về đảm bảo điều kiện về đất trồng, phân bón, kỹ thuật chăm bón. Đặc biệt, nguồn nước tưới cho rau phải đảm bảo lấy từ nguồn không bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật và các hóa chất độc hại. Các hội viên tùy vào điều kiện của gia đình sẽ sử dụng những nguồn tưới tiêu khác nhau, như xây giếng khơi để nước lắng đọng, sau đó lấy dòng nước trong tưới cho rau.
Ngoài ra, các hội viên phụ nữ cũng tạo cảnh quan cho vườn rau, đảm bảo vườn rau gọn gàng, đẹp và sạch, mang lại nguồn thực phẩm cho sinh hoạt gia đình và cung cấp cho thị trường. Cái rau sạch này bây giờ là cô không bất cứ không dùng một cái các cái như thế loại hóa chất nào hết, chỉ có dùng mỗi một loại phân vi sinh thôi. Như thế là của nhà nước đã chế ra rồi thì mình cứ về mình rải ra, xong bắt đầu mình rắc trước khi gieo này thì mình rải xuống, bắt đầu là mình xoa lại một lần đất rồi mới gieo hạt lên. Hoặc rồng thì là mình cũng là xoa đi một lần đất, xong bắt đầu là mình trồng thôi, xong là chỉ việc tưới thôi chứ không có phải là một bất cứ tưới một cái loại phân hóa học nào khác nữa. Trên khoảng đất ruộng rộng 1,5 mẫu rau cải xoăng này là của 8 hộ gia đình, là hội viên phụ nữ thôn Tam Kiệt. Cách đây 3 năm trước, vùng đất này chỉ có 2 đến 3 hộ gia đình trồng rau màu. Sau khi mô hình vườn rau gia đình xanh sạch đẹp ra đời, tuyên truyền vận động, các chị em hội viên bảo nhau mở rộng diện tích, tạo màu xanh cho đồng ruộng. Rau cải xoăng này thì trồng thì rất là dễ trồng, mà không phải mất công chăm mấy, nghĩa là nó không cần phải qua phun thuốc hóa học hoặc là phun thuốc sâu gì cả. Từ khi có cái mô hình này thì đúng chị em làm này tập trung nó vui lắm, căn bản là làm này nó có thu nhập lợi nhuận, làm được ra rau sạch này mình rất là vui và tự hào là mình đã làm cho rau sạch, là làm cho cộng đồng có một cái sức khỏe tốt, an toàn về thực phẩm. Là thực phẩm thiết yếu không thể thiếu cho bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Do vậy, nguồn rau an toàn, không độc hại, đảm bảo vệ sinh thực phẩm là vấn đề khiến nhiều gia đình phải lo nghĩ khi chọn mua tại các chợ, cửa hàng thực phẩm. Chính vì thế, tại thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, nhiều khoảng đất trước kia bỏ không, nay được các gia đình hội viên tận dụng triệt để tạo nguồn rau sạch. Hầu hết, các hộ gia đình đều chọn cách tự chủ nguồn rau cho gia đình, vừa có nguồn thực phẩm tại chỗ và hơn hết là an toàn cho sức khỏe. Qua đó, hạn chế việc sử dụng rau không rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hữu Bằng chia sẻ, thì việc trồng rau sạch ở các hộ gia đình đang được khuyến khích phát triển với sự tham gia của các chi hội phụ nữ, tạo thói quen sử dụng thực phẩm xanh sạch. Vì thế, sau 2 năm đi vào thực hiện, đã có 50 hội viên đăng ký tham gia mô hình và vẫn đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Bằng tiếp tục nhân rộng. Trước thì là về những cái mô hình trồng rau ấy thì là tức là nó chỉ có nỉa tỉa thôi, nỉa tỉa ít người trồng thôi. Nhưng mà sau đó khi thấy trồng có hiệu quả thì cứ người nọ lại nói sang đến người kia, nhà này nói sang nhà kia, thì vừa ăn lại vừa thu hoạch, xong rồi lại đi bán lại được kinh tế rồi rào ra. Sau đó những cái vườn mà người ta không cần thiết, những cây không cần thiết ấy, thì họ đem họ chặt đi, xong họ làm vườn. Trong cái quá trình triển khai thì đến nay thì hội tiếp tục thấy được rằng cái mô hình này đi vào hoạt động có hiệu quả cao, thì hội triển khai kế hoạch rộng hơn để tuyên truyền tới tất cả các cái chi hội còn lại trên địa bàn của xã Hữu Bằng để tiếp tục tham gia và tuyên truyền cho chị em ở các chi hội thực hiện cái mô hình có hiệu quả. Mỗi khoảng đất, một cây xanh hay vườn rau xanh tập trung, mô hình nào rồi cũng hướng đến mục tiêu sống xanh mà phụ nữ thành phố đã kiên trì thực hiện. Đây được xem là cách làm cụ thể, thiết thực của phụ nữ nông thôn, thành thị, đóng góp vào mục tiêu Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh. Sống xanh là một hoạt động thiết thân gần gũi với chị em phụ nữ, bởi ngay bản thân họ cũng có nhu cầu sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, cũng mong muốn xanh nhà, xanh vườn, xanh môi trường. Và với sự động viên khuyến khích, hỗ trợ của các tổ chức hội phụ nữ, thì nhu cầu đó được phát triển và chuyển đổi thành những việc làm ý nghĩa, góp phần để hoạt động sống xanh ngày càng có hiệu quả hơn. Cũng nhờ sống xanh, bắt đầu từ những hành động xanh mà thành phố Hải Phòng đã và đang xanh sạch hơn từ những việc làm nhỏ ấy. Và chúng ta hy vọng mục tiêu thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại mà thành phố Hải Phòng hướng đến sẽ hình thành từ những công dân vì môi trường qua phong trào sống xanh của